như cỡ nào đó. Mặc đồ không có lành lặn như con người ta luôn. Đồng thời cũng con tôi nghèo mà con tôi còn có được đầy đủ hơn nó. Nhìn nó thấy tội nghiệp dữ lắm. Bé đó chịu khó lắm không? Đúng rồi đó, dễ thương dữ lắm luôn. Nó nói chuyện hay là cái cách cư xử nó dễ thương lắm. Còn người ta cho mà nó còn nói một câu mình thấy con tủi. Nó nói con mới nhắm mặt, con để con cắt nhà rồi con mới mặc, con biết cỡ nào. Nó nói con mặc đi, tới chừng nào cắt nhà mấy chú mà cắt nhà cho con đó thì cô hai mua cho con bộ hai bộ đồ mới nè con bạn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ có dịp về xã Vĩnh Thanh, huyện Châu Thành của tỉnh An Giang để tìm gặp cô Tám. Thì với lại hoàn cảnh của gia đình của anh Nô, hai vợ chồng và ba đứa con sinh sống ở dưới một cái chiếc ghe một nát. Hôm nay thì con thấy lạ gì nè cô Tám, là cô Tám nói là bị chuyển đi chỗ khác hả? Bị gì ở bển gần cái cây cầu người ta mà người ta đuổi mà cho mấy ông công an lấy giấy chứng minh đuổi rồi không có chỗ ở, chạy qua đây nè, ở đậu đây nè. Dạ. Chứ đâu có chỗ nào nó đậu nữa đâu. Thôi hôm nay con với cô Tám xuống ghe của anh Nô nha. Thì hôm nay thì đi cũng vào dạng chập tối, Bùi Hồ thì đi làm chỉ có đi được vào thứ bảy chủ nhật mà hôm nay thì cũng cố gắng tranh thủ qua đây gặp gia đình của anh Nô. Tám thì cẩn thận nha. Em chào anh Nô nha. Chút nó trôi quanh kia. Em chào chị. Em đến cái nhà mình tối quá. Có làm phiền anh chị không? Anh Nô đang chuẩn bị làm cái công việc gì đó anh Nô? Đi xiệt hả? Ổng gây xiệt có ăn không anh? Hôm nay xiệt được nhiều, bán được nhiều tiền không anh Nô? Ủa, cũng có trăm ngoài, mới vài chục. Dạ. Yeah. Mấy giờ thì anh mới đi xiệt? Ở 10 giờ. Ừ, anh kêu em vô ấy. Dạ. Hôm trước thì em nghe cô Tám giới thiệu thì có một cái mảnh đất đó anh Nô. Mà mình muốn lên đó mình ở đó, là Tám có thể nói gõ cho con nghe không ta? Đất đó thì cô dọ rồi, đề qua đề cử chín thước mấy ha, bị cặp theo bí lộ đó ha, rồi bị vô này có chỗ 6 thước, có chỗ có 8 thước, nhưng mà cái nhà là như giặt hết trơn trọi rồi. Cô coi cái nhà ngon làm này, nhà mình ngang 4 thước và dài 8 thước là cách được. Yeah. Rồi còn cách còn dư lời cho nữa, thành ra giờ cô có hỏi người ta, bây giờ người ta đòi là 60 triệu. Thì cô không biết sao giờ cô hỏi ta dọa ta nói mà cô dọa đất rồi hoàn toàn cô cấm chỗ cấm cây rồi, nhưng con lợi con coi nếu mà con trả giá đều với bằng giấy tờ thỏa thuận với ta nên sao cũng không biết, thì vì cô dẫn thôi đó thì bữa nay con lợi có tao hù đi xuống dưới không biết quá có ngủ tới cái dưới đi. Đường xa quá với con khó đi qua. Anh Nô hổng ngày thì anh có được mạnh thường quân gì giúp đỡ không anh? Ông gài hả? Dạ. Có hớn. Nhưng mà bây giờ 2 lần nhiêu đó nổi. Sống trong ghe vào buổi tối đây lắc lư thì khó quá không anh. Em lúc trước có một bé lớn, bây giờ đâu rồi chị? Bé lớn nó đi chơi qua cô Bảy nó rồi. Tại vì thấy nhà với ghe buồn quá kệ cho con nó đi chơi. Dạ. Thì bây giờ thì trước mắt thì có ngỏ lời. Thì mọi người giúp đỡ. Thì bây giờ mình hỏi giá thử có bao nhiêu cô Tám nha. Dạ. Rồi cô sao? Rồi đòi 60 đó cô. Hôm nay thì có chủ đất ở giờ có đang ở dưới rồi đi coi chạy dưới coi. Dạ. Cô này không có điện thoại điện. Dạ. Hôm nay thì vào mùa mưa bão thì sao anh Nô? Cái ghe mình sao? Tát hoài ngày nào cũng tát. Ngày nào cũng tát nước hết trơn. Sáng tát chiều tát vậy đó. Ừ. Hôm nay ngày từ việc mà đi chích điện một ngày được khoảng bao nhiêu tiền? Bữa nào trúng thì trong ngoài, còn bữa nào thắt khi mà em vừa chạy ngang cái con á Tám vừa chạy ngang cái cây cầu con dòm xuống thì không thấy chiếc ghe đâu. Con tưởng đâu là anh một là con nghĩ là anh đã lên bờ hay là anh đã ở tạm chỗ nào rồi hoặc là anh di chuyển đi chỗ khác. Nghe Tám nói thì con cũng hơi bất ngờ. Bên đầu cầu bánh anh ta làm cầu cái mấy người công an ta cho mà Tám cũng đâu cho con biết là di chuyển qua đây đâu. Qua đây. Bây giờ anh chuẩn bị xiệc này rồi, sau đó anh ngủ hay là hồi thức đi luôn anh?
có khi họ đi luôn. Bây giờ cái công việc của em thì đến đâu thì hay đến đó, cũng không biết. Cái mọi chuyện thì tùy duyên hết. Đây thì bây giờ em với cô Tám đi đi xuống cái mảnh đất đó nha cô Tám nha. Rồi hai cô cháu mình đi. Có thể kể cho em nghe về cái câu chuyện của bé sao chị? Thì cũng như nó nói là nó ham đi học vậy đó, rồi nó không có đủ khả năng nó học, rồi nó nghỉ hồi cấp 5 lớp 4. Rồi hỏi con bây giờ con học đọc chữ đâu con ham, rồi cũng như lấy sách cũ ở đây cho của mấy đứa nhỏ nè, rồi cho nó học. Rồi quần áo này kia thì cũng thiếu thốn, không có đầy đủ gì được. Nói chung là nhìn mà thấy mình tủi, mình rớt nước mắt giùm cho ảnh với con ảnh luôn. Chứ không phải ấy đâu. Nhìn thấy nó mặc đồ thấy còn tủi là biết cỡ nào chứ. Mặc đồ không có lành lặn như con người ta luôn. Đồng thời cũng con tôi nghèo mà con tôi còn có được đầy đủ hơn nó, nhìn nó thấy tội nghiệp dữ lắm. Bé đó chịu khó lắm không? Đúng rồi đó, dễ thương dữ lắm luôn. Nó nói chuyện hay là cái cách cư xử nó dễ thương lắm. Bởi vì có cái dịp lễ thì tính xuống tôi chở nó đi chơi cho nó biết với người ta nữa nè. Bé nó không có đồ luôn không? Dạ đúng rồi, quần áo nó không có. Đồ người ta cho mà nó còn nói một câu mình thấy con tủi. Nó nói con không có nhắm mặt, con để con cắt nhà rồi con mới mặc, con biết cỡ nào. Nó nói con mặc đi, tới chừng nào cắt nhà mấy chú mà cắt nhà cho con đó thì cô hai mua cho con bộ hai bộ đồ mới nè con bạn. Dạ thì đó được mấy bộ đồ hơi gọng gọng hổm gài bận đó chứ cả hổm là không có đồ đó. Nó nói vậy luôn đó. Cảm ơn chị. Dạ. Ờ, thật là thương cô Tám với lại dạ, chú Tám chạy xe ban đêm luôn. Dạ thiệt. Dạ cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Thì mọi người Bùi Hồ cùng với lại cô Tám với lại chú Tám đi đến cái mảnh đất mà cần xem. Thời gian đi buổi tối thì cũng khá là cập gập. Thì ở đây cũng thuận đường hả ta? Ừ, từ Đình Vĩnh Thanh vô cũng không xa lắm. Ở đây. Dạ. Ở đây nè. Rồi miếng này lại tới bậy tre đó con. Rồi mình cuốn nền sao? Không. Còn cái này mình xin là xin không có cuốn nền nha, tại ta lót dán đầu thôi chứ. À mình lót dán lên còn ha. Nếu mà được cuốn nền thì tốt, dán bị dán cây cũng đâu được tốt đâu. Ngang nhiêu Tám? Hả? Để ngang đây rồi nè, để con theo. Đó. Ở chỗ này cũng cao gáo không ha? Không, tự nhiên là nó hủng ở chỗ đó cái lộ. Hả? Chỗ đó lộ cao. Rồi. Đây đây đó, đây đó con. Nếu như mà dạ đây đến dài đến ngoài miệng này luôn ha. Ờ, dạ, là ngang mấy Tám? Đi qua vậy ha. À. Chỗ này chắc 7 8 thước, từ cả 8 thước rồi nó cắt được cái nhà. Dạ. Rồi đây nè. Dài tới đằng này nè. Đằng này nó túm nhỏ hơn chút. Dạ. Ôi, này con thấy vậy rộng được rồi. À, giờ được nó nói là được cái nhà đi. Dạ. Đó. 8 khi mà mình có được cái nền thì nhà phần nhà sao Tám cho con nghe không? Bây giờ cái nền thì nhà cô xin cho người ta cũng cắt bằng cây bạch đằng vậy đó. Dạ. Bạch đằng thì bề ngang cái nhà 4 thước, bề dài 8 thước đó. Mà hôm gà cô hỏi thì ta nói là để coi có không có để chưa có thiết, có nhà có cây rồi mà chưa có thiết thì để rồi cô hỏi lại coi. Ừ. Thì cô có hai chỗ cô hỏi người ta. Nếu chỗ này không được cô hỏi chỗ khác, nếu người ta có thiết thì không có thiết thì chỗ khác nữa. Là người ta đầy họ miễn phí cho mình hết. Miễn phí mình hết. Dạ. Yeah. Thiết rồi ta làm hết cho mình. Dạ. Yeah. Ta cất cho mình luôn. Ta cất lên đất mình luôn. Ờ, mình chỉ cần lo cái phần đất thôi. Ờ, giờ con lo cái nền là ta đem ta cất hết á. Ờ. Đó, đều ở được chứ không có đẹp vậy đó. Dạ. Yeah. Có ở hơn ngon hơn dưới ghe. Dạ. Yeah. Mà cũng yên ổn ha. Yên ổn hơn dưới ghe nhiều. Mà cái đường này con thấy cũng được nè. Đường là ngay chân đường đi luôn. Ừ. Ngay cái đường đi chính của mình luôn, từ chùa Vĩnh Thanh đi vô không có xa lắm. Không có xa không, đây để em được có cái góc rồi nè. Thôi vậy thì chỉ cần lo cái phần nền thôi. Có Tám đây luôn. À, bác con thì có quay về cái hoàn cảnh của anh Nô đó. Thì có một số người cũng muốn hỗ trợ cho anh góp vốn lại, tích vốn lại để mà giúp cho cái hoàn cảnh của anh Nô để mà mua được một cái nền. Thì con có nghe cô Tám ở đây giới thiệu. Thì nói với bác bán đất và cái mảnh đất đó là bác có thể nói cho con cái kích thước với lại cái của cái nền và cái giá là bao nhiêu với lại giấy tờ như thế nào hay bác hả? Cái giá đó thì đây đó thì chưa có đo, nó là như cái cắt được nhà đó. Đó hen. Dạ. Cô chỉ là chân đo nó từ nếu ấy vậy là từ 50 mét. Dạ. 50 mét vuông. À.
Độ chân đi đi. Độ đó từ 50 mét vuông ăn lên. Chứ dạ. Không không có trở xuống. Nhưng bà này đi bà cũng có mới đi ngoài ấy gì ấy thuốc đó. Dạ. Là bà nói là từ 60 bà mới có bán được. Còn không mấy để cho con bị gì đó, con cũng còn thằng trai nữa. Là vợ của bác ha? À, thì bà nói vậy. Còn giấy tờ là... nếu như mà xong thì giấy tờ sao, hay bác giấy đỏ hay sao? Ờ, thì giấy đỏ. Là bên đỏ sang tên. Sang tên. Ừ. Rồi sang tên cho cái người này là cấm ganh mọc nữa, đó đó là phải cái trên đó, đó là cái bên đo đạc á. Yeah. Nó mới xuống nó đo. Yeah. Nó đo mới cấm ganh ấy này kia đồ, nó tách cái bằng khoáng được. Cái đó cái chi phí nó cao không hả bác ạ? Cái đó mình cũng chưa có cái nhận định được. Dạ. Yeah. Và ví dụ con ví dụ như mà mua của bác á, thì về phần giấy tờ đó là tiền là bên bác lo hay là bên anh Nô lo? Cái đó để đâu mình lấy cái thương lượng. Dạ. Tại vì anh Nô thì cũng rất là khó khăn, thì mọi người ở đây muốn chung tay cho. Dạ. Thì bên đây thì nói lần này ta cũng khổ quá đi. Dạ. Đó là nói bây giờ ở đây chỉ là bán, bên nếu mà bên giấy tờ trên đo đạc xuống thì bên đó nếu mà mua thì bên đó chịu. Thì bà này bà nói vậy đó chứ bị gì bà bệnh rồi cái mới chở bà đi nè. Vậy trong cái hoàn cảnh rồi chị tôi nói thôi bây giờ mình để lại chỗ này đấy cho là bị gì cũng có người ấy vậy đó. Chị nói thôi bây giờ chị nói vậy thì thôi để anh em xuống đây đi rồi cái thương lượng coi như đó coi để nếu mà có giúp đó cho là đó thôi tôi cũng gán để lại đó. Thì trong cái số đó là tại vì anh chị tôi cũng có nói lại như vậy. Yeah. Thì vừa qua rồi nó chìm rồi tôi muốn năn nỉ ông gài. Tôi nói nó chìm chết luôn thôi. Dượng nhiều dượng chiếc nó ba cái gì đi. Rồi ông gài nói hoài quỷ mới ừ rồi tôi nói giờ. Cái này là bán là cũng vì tình thương. Đó thì trong cái đó thì đó là như cái người chị tôi nói nè thôi dượng ấy đây cũng vậy đi. Thôi để lại đi cho người ta bị gì cái này trong đó đó là cũng có cái mạnh thường quân. À, là mạnh thường quân để giúp đỡ cho cái người này thôi dưỡng cũng để lại cho anh ta cũng như là cắt được cái nền chỗ này đi trong đó cũng nói thì cũng phản nói chắc cái mạnh thường quân đó cũng 50 triệu gì đó tôi nói ừ như bà này bà nói thì khoảng 60 triệu bà mới bán chứ còn đó là không có bán được à, thì cái đó thì chị tôi nói ừ thôi ấy đó để cái người chị này nè để thôi để thương lượng với đằng kia coi ấy xuống để nếu mà giúp đỡ cho người ta thôi dưỡng cũng để ở đây cái cho là để cũng đó cũng mạnh thường quân không mà dưỡng ơi đó là lời của chị tôi nói lại nói lại với trong cái đó số anh em tôi nói đó còn cứ xuống gặp ở đây để trao đổi đó thì trong đó thì tôi nói thôi bây giờ ở đây thì tôi cũng còn đây cũng chắc mét vuông thì cũng 50-70 gì đây tôi cũng chưa biết nữa rồi có cảm ơn có phần cái đo đạc nó xuống thì nó đo đạc đó thì nó mới biết được chứ còn trên vấn đề đó thì mình không có biết được. Dạ thì con thì sẽ trả lời cho bác sau nha bác nha. Rồi, rồi con cảm ơn bác rất là nhiều nha. Rồi. Dạ thôi.